Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đội tuyển tôi yêu. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta đã tiến gần hơn đến vòng loại U23 châu Á. Và đội tuyển U23 hay là đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ có những trận đấu vòng loại tại Malaysia trong những ngày sắp tới đây. Và trong chương trình ngày hôm nay, đương nhiên chúng ta sẽ dành phần lớn thời lượng cho chủ đề này. Ngoài ra, đương nhiên là các diễn biến tại các trận đấu tại các giải quốc gia tại châu Âu. Tuy nhiên, trước hết chúng ta hãy đến với những khách mời tham gia đội tuyển tôi yêu ngày hôm nay. Đầu tiên, tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn người chịu trách nhiệm về nội dung thể thao của Ca Cộng, Mạnh Dũng. Nhà báo Đỗ Tuấn. Nhà báo Hà Quang Minh. Huấn luyện viên Trần Minh Chiến. Diễn viên xinh đẹp Diễm My. Và hôm nay chúng tôi rất hân hạnh để chào đón sự xuất hiện lần đầu tiên của huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Olympic Việt Nam tại chương trình của chúng ta, ông Toshiya Miura. Thưa ông Miura, lần đầu tiên ông xuất hiện ở chương trình The Best Team thì ông có những cái lời gì dành cho khán giả xem chương trình? Xin chào. I'm happy to come to here, and I want to enjoy this K Plus Football TV. Hy vọng là ông sẽ có những cái giây phút rất là thú vị cùng với chương trình đội tuyển tôi yêu ngày hôm nay, và chúng tôi xin được bắt đầu. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 cho đến 31 tới đây, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á để chọn ra những cái đại diện vào vòng trong, và sau đó là những tấm vé đi dự Olympic 2016 tại Brazil. Và bây giờ chúng ta hãy đến với sự chuẩn bị của đội tuyển Olympic Việt Nam. Tuy chỉ là một trận đấu giao hữu quốc tế của Olympic Việt Nam, nhưng sân vận động Thống Nhất vẫn đầy ắp 25.000 khán giả. Người hâm mộ đang rất trông chờ vào một trận đấu khởi sắc hơn của đội tuyển U22 Việt Nam so với trận đấu trước Indonesia. Có 6 sự thay đổi về nhân sự trong đội hình ra sân, và đặc biệt Công Phượng đã được chơi ngay từ đầu. Tuy nhiên, tính hiệu quả của hàng công lại khiến khán giả có lý do để lo lắng khi các cầu thủ chơi có phần cá nhân và thiếu đi sự gắn kết. 3 tuần tập trung không phải là khoảng thời gian dài, và họ cần có thời gian để thích nghi với những thử nghiệm liên tục đến từ vị chiến lược gia người Nhật. Đã có những điểm tích cực về thể lực khi các cầu thủ đã nỗ lực trong suốt 90 phút và không hề tỏ ra đuối sức so với đội bạn, nhưng đó là tất cả những gì người hâm mộ nhận ra trong trận đấu vừa qua. Và ngay cả người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng tỏ ra lạc quan. Thường như các bạn thấy trước đây là khoảng thứ phút thứ 70 đó, là chúng ta là bắt đầu hơi sung sức rồi. Nhưng mà chúng ta đã 90 phút với tốc độ tương đối nhanh với một cái đối thủ trên lệch cho mình gần mới một trong cái bảng xếp hạng FIFA là gần khoảng 70 bậc như vậy đó. Thì tôi cho là đá như hôm nay là thành công. Không bàn tới vấn đề đá tốt hay chưa tốt, người hâm mộ vẫn cảm thấy lo lắng khi thời gian chốt đội hình chính thức để sang Malaysia đã gần kề và tình hình chấn thương của các cầu thủ ngày càng nhiều. Trận đấu với Uzbekistan đã kết thúc với tỷ số hòa tạm chấp nhận được, tuy nhiên lại có thêm 2 cái tên nữa phải rời sân bằng cáng, đó là trung vệ Mạnh Hùng và thủ môn Minh Long. 30 cầu thủ được triệu tập và giờ đã có đến 1/3 số đó đang trong diện điều trị và nỗ lực hồi phục. Nhiều ý kiến cho rằng những bài tập của ông Miura quá nặng sẽ khiến cho các cầu thủ không thể bắt kịp. Tuy nhiên, một lần nữa, Liên đoàn vẫn tin tưởng tuyệt đối vào huấn luyện viên người Nhật. Tôi cho rằng cái giáo trình huấn luyện của huấn luyện viên Miura như vậy thì tốt. Và ông ta biết ông ta phải làm gì để rơi vào thời điểm tốt nhất cho cái vòng loại châu Á chúng ta sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 3 cho tới ngày 31 tháng 3 cuối tháng này. Với niềm tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam và niềm tin của người hâm mộ dành cho đội tuyển, hy vọng huấn luyện viên Toshiya Miura sẽ có đủ nhân sự mình cần để tiếp tục đốt cháy những trái tim cuồng nhiệt của những người yêu mến bóng đá Việt Nam. Thưa quý vị, một lần nữa chúng ta thấy các trận đấu giao hữu của đội tuyển Olympic Việt Nam lại kéo khán giả đến sân Thống Nhất rất là đông, cái điều mà rất là lâu rồi chúng ta không được thấy ở sân vận động Thống Nhất. Tôi xin bắt đầu với nhà báo Đỗ Tuấn, anh cho biết cái cảm nhận của mình về cái sự xuất hiện của đội tuyển Olympic tại sân vận động Thống Nhất vừa qua. Lần đầu tiên trong năm 2015, đội tuyển Olympic Việt Nam mới có mặt ở sân Thống Nhất, và điều đó làm cho các khán giả họ rất là thích thú, phấn khích, và sự yêu mến
sự yêu mến dành cho thầy trò huấn luyện viên Miura vốn nó đã nhiều rồi, thì kỳ này nó lại là đặc biệt, trong đó có rất nhiều cầu thủ trẻ, thì điều đó lại là càng làm cho cái họ đến sân nhiều hơn. Lần đầu tiên tôi mới thấy được cái hình ảnh mà khán giả xếp hàng dài để mua vé ở sân Thống Nhất, điều mà rất hiếm từ xưa đến nay, tại vì khán giả ở thành phố Hồ Chí Minh thường là họ chỉ tới sát giờ thi đấu họ mới bắt đầu họ đến họ mua vé, họ vào sân họ xem. Nhưng lần này thì trước đó hai ngày thì vé đã bán được gần như là bán sạch, hết sạch. Thì đó là một điều là tôi cảm thấy rất là vui, và mình nhìn thấy một cái khán đài nó đầy kính như thế, đặc biệt là sân Thống Nhất lâu lắm rồi nó mới có lại cái hình ảnh đó. Tôi muốn hỏi ông Miura là cái cảm nhận của ông như thế nào khi mà ông đã làm được, và cái cầu thủ của ông đã làm được cái điều mà rất là nhiều đội bóng làm không được trong thời gian gần đây, đó là đem khán giả đến với sân vận động Thống Nhất, một trong những nơi khó khăn nhất để kéo khán giả tới sân. Yes, I was also very happy to stadium full, and so player also very excited to play against strong opponent against Uzbekistan. So I was satisfied also players, so they are very willing to win the game, willing to go to the man-to-man situation. Và cảm nhận của ông như thế nào về khán giả thành phố Hồ Chí Minh? I love Vietnamese football fan always. I remember last year also start, if we go to the Incheon or if we play everywhere in Vietnam, so Vietnamese supporters always help us. So I'm very proud of them. Tôi chắc chắn là với cái sự hâm mộ của khán giả như thế này thì cái trách nhiệm trên vai các cầu thủ cũng lớn hơn rất là nhiều khi mà bước vào cái vòng loại châu Á lần này. Jimmy thấy cái sự chuẩn bị của U23 Việt Nam, bình thường thì cái này không phải là đấu trường mình nhắm tới, còn Jimmy thì nghĩ như thế nào? Jimmy thấy từ đó tới giờ thì đúng là đây không phải là đấu trường của mình kỳ vọng nhiều, nhưng mà Jimmy nghĩ là với cái sự đầu tư nhiều về mặt huấn luyện chuyên môn hơn thì thế hệ trẻ có đủ khả năng để có thể đạt được những mục tiêu đề ra cho Olympic sắp tới. Tức là Diễm My có ý là Việt Nam mình có thể đặt cái chỉ tiêu là vượt qua được cái vòng loại đúng không? Dạ. Có thể là không ở vị trí nhất bảng mà cũng có thể là được một trong năm cái suất nhì bảng có thành tích tốt nhất. Bây giờ chúng ta nói đến vấn đề chuyên môn của đội tuyển Olympic Việt Nam sau hai trận tập huấn vừa qua. Với Indonesia chúng ta thắng 1-0 và hòa Uzbekistan với tỷ số 0-0. Anh Mạnh Dũng đánh giá như thế nào về hai trận đấu này? Góc độ chuyên môn thì tôi cũng không phải là một người có nhiều chuyên môn, chỉ có điều là khi mà chứng kiến đội U23 thi đấu hai trận đấu này thì tôi là thực sự là rất lâu rồi mới có một đội bóng trẻ của Việt Nam khiến cho tôi ngồi trước TV mà từ trước khi trận đấu bắt đầu đến khi trận đấu kết thúc, tức là hai trận đấu đó đều ngồi liên tục và theo dõi các cầu thủ thi đấu. Thì cái cảm xúc của mình đấy là rất là tin tưởng vào những gì mà các cầu thủ trẻ đang thi đấu. Bởi vì tôi biết là cái đấu trường Olympic đấy là một nơi mà chúng ta vẫn xác định là quá tầm. Và lần này thì khi mà huấn luyện viên Miura đặt ra cái mục tiêu là Việt Nam sẽ đứng ở trong hai vị trí dẫn đầu và có thể đi xa hơn, thì tôi cũng cảm giác là người hâm mộ dường như cũng tin vào điều đó. Và có một cái điều nữa mà tôi thấy được sau những cái trận đấu này, đó là ngày càng có nhiều fan nữ giống như Diễm My bắt đầu yêu đội tuyển. Nhưng mà họ không phải yêu là vì các cầu thủ đâu, mà lại yêu đội tuyển vì huấn luyện viên Miura. Và tôi cảm giác là đây là một huấn luyện viên rất đặc biệt, bởi vì ông đã khiến cho rất nhiều người Việt Nam thay đổi quan điểm về đội tuyển của mình, nhưng mà lại xuất phát từ chính con người ông. Thì đó là một điều mà tôi nghĩ có thể là vì cái sự đặc biệt đấy, cho nên có thể sắp tới ở Malaysia đội tuyển chúng ta lại làm thêm được một điều đặc biệt nữa thì sao? Theo tôi nghĩ cái điều mà lớn nhất ông Miura có thể đem lại cho người hâm mộ trong cái thời gian vừa qua, đó là cho chúng ta một cái niềm tin, giống như mà anh Mạnh Dũng vừa nói. Cái niềm tin là chúng ta có thể tiến xa hơn những cái gì mà chúng ta đã từng đạt được trước đây. Anh Hà Quang Minh, anh có nhận xét như thế nào? Có nhiều ý kiến sau hai cái trận giao hữu vừa rồi và trái chiều nhau. Có ý kiến thì động viên, khen ngợi, cũng có ý kiến thì tỏ ra chưa hài lòng lắm. Tôi nghĩ rất là đơn giản. Thứ nhất, bóng đá nó mang tính thời điểm. Và chúng ta không thể mang cái đội U23 hiện nay đang tập trung, tức là dự tuyển U23 để so sánh với cái U23 mà thi đấu ở Hàn Quốc năm ngoái. Không thể so sánh như vậy được. Bởi vì rõ ràng đấy là hai cuộc chơi khác nhau. Ở đây mới chỉ là cái sự tập dượt. Và tôi nói thật, một cái trận đấu thi đấu mà giao hữu thà thua
để rồi bước vào cái đấu trường chính thức chúng ta có chiến thắng. Tôi còn thích hơn là người ta vẫn gọi là thử đốt thì kêu, mà đến lúc đốt thật thì nó xịt, đúng không ạ? Cái gì đó nó cũng phải có cái quá trình, có cái sự chuẩn bị. Với hơn nữa là nhiều người cho rằng là cái niềm tin yêu như anh Tránh đã nói của cái người hâm mộ nó là áp lực. Tôi cho rằng đấy không phải là áp lực, đó nó là động lực thì đúng hơn. Vì cầu thủ ra sân mà không có cái sự động viên của khán giả thì họ cảm thấy chán trường lắm, tinh thần họ chán trường lắm. Còn cái mục tiêu của chúng ta đi đến đâu thì tôi nói thật, đi đến đâu cũng không quan trọng. Cái quan trọng nhất là muốn nhìn thấy cái vóc dáng một cái đội bóng trẻ mới, cái tinh thần thi đấu mới, tiếp cận được một cái tư duy bóng đá mới của một huấn luyện viên mới và thực hiện được cái điều huấn luyện viên yêu cầu. Và tôi nghĩ rằng nếu mà họ thực hiện được cái điều ông Miura yêu cầu thì tôi tin là cái chuyện mà chúng ta trở thành một trong năm đội nhì bảng xuất sắc nhất để vào vòng chung kết nó cũng không phải là cái chuyện quá tầm tay. Thế còn sau đấy nếu như chúng ta có vào được cái vòng chung kết của châu Á rồi, chúng ta đi tới đâu, đấy là câu chuyện của tương lai, chúng ta không nói vội. Còn cái quan trọng nhất là bây giờ chúng ta đang xây dựng cái móng. Mà nhà có điều kiện thì anh xây móng xong thì anh xây lên nóc luôn, còn anh chưa có điều kiện để đấy, một thời gian sau có tiền xây tiếp. Tôi muốn bổ sung thêm chỗ của Hà Quang Minh tí xíu là Hà Quang Minh là có vẻ là chỉ nghĩ là chúng ta là hiện nay hình như chúng ta cũng chỉ nghĩ là mới đứng nhì bảng, có thành trong năm đội có thành tích tốt nhất. Nhưng thật sự thì tôi muốn nhắc lại một tí xíu về chuyện của ASEAN Games hồi năm ngoái. Cách đây đúng một năm, cũng trong cái thời điểm này thì lần đầu tiên huấn luyện viên Miura được đặt bút ký hợp đồng với huấn luyện các đội tuyển bóng đá Việt Nam mình thì thật sự là không có nhiều người tin ông ấy đâu. Cứ nhìn vẻ bề ngoài thì họ đã đánh giá không cao, nhưng thật. Và ngay lúc mà đội tuyển Olympic Việt Nam đi sang Hàn Quốc, lúc đó cũng là gần như không ai tin tưởng và họ không hề quan tâm đội chúng ta đá như thế nào. Nhưng ngay trận đầu tiên gặp đội mạnh nhất là Iran chúng ta thắng, mà thắng đậm. Thì sau đó là chúng ta đứng nhất bảng ở cái kỳ đại hội lần đó và chúng ta đưa bước chân vào trong vòng tứ kết. Thì đó là một cái đó là bất ngờ lớn, thì tại sao ở đây chúng ta không hy vọng? À, đây là cái điều anh Tuấn hoàn toàn tôi đồng ý với anh Tuấn, rất là hy vọng chứ, nhưng mà tin niềm tin và hy vọng nó khác nhau. Và chúng ta tin chứ, không tin chứ. Tôi thì tôi nghĩ thế này, tôi cứ tin vào, tôi tin chắc từ cách đây cái chương trình trước tôi có nói tôi tin chắc là chúng ta sẽ vào vòng chung kết. Chúng ta không nên tự tin một cách thái quá, bởi vì tôi nhớ một cái câu nói mà tôi rất tâm đắc là khi tôi gặp ông huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp, ông nói một câu thôi, ông nói là tôi không làm bóng đá bằng ảo tưởng. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng làm bóng đá thì không nên làm bằng ảo tưởng. Chúng ta phải làm bằng thực lực, chúng ta nên biết mình ở đâu và chúng ta nên biết đối thủ chúng ta ở đâu. Còn riêng về đấy, chúng ta chính vì chúng ta biết mình biết người, mà nếu người không biết mình thì chúng ta sẽ tạo được bất ngờ, giống như ông Miura đúng không? Anh có nói rằng là hồi ông ấy mới tới không mấy người tin. Anh Dũng thì nói là bây giờ là nhiều cô gái yêu đội tuyển là vì ông Miura, thì tôi chỉ nói là chúng ta có một câu ca dao đường phố rất hay thế này để tặng ông Miura là bề ngoài giản dị thế thôi, bên trong nội thất người người đó nhá. Xin hỏi ông Miura là kết quả mà tập huấn á, người ta nói là kết quả không quan trọng, giống như anh Hà Quang Minh anh vừa đề cập, thắng thua không quan trọng, miễn sao vào giải là thắng thôi. Nhưng mà đối với ông, kết quả tỷ số ở những cái trận tập huấn có quan trọng hay không? No, last year I remember we won a lot of friendly game, but I don't want to play against friendly game weak opponents, so I requested VFF this year. Friendly game, I don't care, lose the game, so I please choose strong opponent. So they chose Indonesia, Uzbekistan and Thailand, so I'm satisfied to work with VFF. Anh Trần Minh Chiến thì nghĩ như thế nào về việc mà đội Olympic Việt Nam chọn những cái đối thủ mạnh như thế? Trước khi ra lời thì cho Chiến dùng từ là thay mặt anh em huấn luyện viên là cảm ơn Miura. Vì thực chất ra từ lúc mà ổng làm đến giờ thì hầu như là từ khán giả tới liên đoàn mọi người rất là cảm ơn ổng rồi. Nhưng có thể là về ban huấn luyện chắc là chưa ai cảm ơn ổng. Thì tại vì những cái điều ổng làm được, và đôi khi là tất cả những người mà huấn luyện như Chiến đây á, thì đôi khi cũng phải chia ơn ổng bằng cách là cảm ơn ổng để bày tỏ cái sự, cộng thêm với đó nữa là cái động lực để anh em họ còn vươn xa hơn.